Tức là cái xưởng đàn thủ công của Tây Ban Nha làm. Thì cái xưởng Picado thì như tôi giới thiệu nhiều lần rồi, chỉ có hai người làm thôi và một thợ sơn. Thì ông Voinke thì ông ấy làm cái dòng 2A và 3A ở tại xưởng của Picado. Còn cái dòng cao nhất là cái dòng 1A, những cái cây đấy nó lên đến 11-12.000 đô, thì là ông ấy làm trực tiếp. Tuy nhiên thì cái cây đàn này thì nó có một cái kiểu tính chất nó rất là châu Âu, nó rất là trang trọng. Thì như các bạn vừa nghe cái giai điệu nó rất là tươi tắn, thì có cái giá đang là 40 triệu. Nếu mà các bạn mua ở nước ngoài thì nó sẽ còn đắt hơn, là cái giá niêm yết đang là 1.800 đô mà chưa có ship với cả thuế. Cái đàn thứ hai so sánh thì cũng là một cái đàn châu Âu, đấy là cây đàn của Đức, Hanika. Đây là cây đàn mà rất là nhiều bạn thích, rất là nhiều người thích trong suốt 4 năm gần đây. Thì đây chính là cái mẫu đàn Hanika mà được yêu thích nhất, và tôi đánh giá nó là cái nó là gọi là có thể nói là cây đàn mà nó chất lượng nhất của Hanika trong cái mức tương quan của giá tiền. Tức là cái giá của nó đang là 48 triệu tặng kèm một cái hộp đàn Hiscox của Anh trị giá khoảng 6 triệu. Đấy, là 48 triệu là gồm cả hộp. Thì với cái hiệu năng mà nó mang lại thì tôi đánh giá nó là cái đàn hiện tại có thể nói là tốt nhất của Hanika. Tất nhiên là không thể so với những cái cây kiểu 10.000, 11.000 của ông Hanika được, nhưng mà ý là tương quan giá tiền thì nó quá là hoàn hảo, quá là phù hợp. Thì bây giờ tôi tiếp tục chơi một đoạn nữa trên cây đàn Voinke này và so sánh. Hai cây đàn chênh nhau 8 triệu nhưng cây Hanika nó được cộng thêm một cái hộp rất là xịn. Cái xử lý tần số của cái điện thoại nó chỉ ở mức độ rất là thấp thôi, nó không thể nào đưa một cái âm nó rất là chân thật ra được. Cho nên là nghe cái tiếng guitar, một là phải nghe ở ngoài, nghe trực tiếp rất dễ.
biết. Như kiểu tôi và ai mà đố tôi mà cứ bắt tôi nhắm mắt lại rồi đánh để cho tôi nghe phân biệt ra thứ cây, tôi nhận biết được ngay lập tức là cây nào hơn cây nào. Đấy, thì tính chất khác nhau làm sao tôi nghe được ngay, thì tôi nghe quá quen rồi. Nhưng mà qua điện thoại là chịu. Còn nếu không thì các bạn phải sử dụng cái hệ thống âm thanh nó tốt, loa tốt hay là âm ly tốt, nó phải chân thật thì mới nhận biết dễ hơn. Chứ còn nghe qua điện thoại cho người bảo là nó không hay thì sẽ rất là khó. Trường hợp thứ hai là nếu mà đã sử dụng đến âm ly các thứ tốt mà nghe lại vẫn thấy nó giống nhau, không khác nhau thì có nghĩa là các bạn phải tập nghe lại. Đấy, nhiều bạn là nghe kiểu có thể chưa quen thì mình sẽ nhận biết được khó. Bây giờ tôi sẽ chơi cây harmonica này. Nhưng mà cái độ nét, độ kim ấy thì tôi lại cảm giác cái cây kia có vẻ hơn. Cái độ tĩnh, cái độ kiểu như là khi mà chơi mà cảm thấy nó êm dịu thì tôi có cái cảm giác là cây kia, cái cây Otto kia hơn. Thế nhưng cái điểm mạnh của harmonica là âm của nó rất là mạnh mẽ, nó tỏa rất là nhanh, âm nó đi rất là nhanh, kiểu nó hiện đại hơn. Nó hiện đại hơn. Còn cái cây Wenge kia thì nó kiểu các bạn thấy là nó cái tính chất âm nó truyền thống hơn. Chơi những cái bài mà nó kiểu sáng lạn, kiểu hiện đại, như kiểu như bài này hoặc là bài này, âm nó đi nhanh thì tôi nghĩ là sẽ chơi cây harmonica sẽ hợp. Còn nếu những cái bài kiểu truyền thống kiểu như này chẳng hạn này thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cây Otto này. Để tôi sẽ chơi một cái đoạn hiện đại này. Về cái độ sâu của hai cái đàn thì không phải bàn nữa, vì là nó âm nó xuống rất là đẹp, âm nó rất là sâu, rất có chiều sâu. Đấy, các bạn thấy cái nếu mà màu âm hiện đại thì cây này ra rất là nhanh, rất là kiểu rất là người ta nghe thì người ta hấp thụ rất là nhanh. Phân khúc khá là tương đồng nhau ở cái mức từ một cây 40 triệu và một cây 48 triệu. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ là nếu mà xét đúng ra thì thực ra hai cây này giá tiền nó bằng nhau. Cây này chỉ được lợi hơn là nó có một cái hộp 6 triệu. Đấy thì một cái để cho các bạn có một cái nhìn, một chút trải nghiệm về những cây đàn tầm trung. Tầm trung theo như tôi đánh giá thì nó khoảng từ 50 triệu trở lại. Ok.
cao hơn nữa thì sẽ là nó còn phụ thuộc vào đàn cũ đàn mới nữa. Còn hai cái đàn này là hai cái đàn mới tinh, đây là giá xuất xưởng hai cái đàn. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.